面白いね。すげえ面白いじゃん。これすごい。まあ、見てこの人の写真もいいんだな。撮られる側って緊張するね。そうそう。Hello, hello. Anh chị em nhà mình khỏe không ạ? Chào tất cả mọi người. Trở lại Ibaraki nha cả nhà. Giống như mình nói trong những cái clip trước á, thì mình sẽ trở lại đây vào mùa xuân. Và ngay bây giờ là 21 tháng 4. Với cái nền thời tiết rất là đẹp. Trời nắng và gió rất nhẹ. Và mời tất cả anh chị em mình cùng hãy khám phá trọn vẹn toàn cảnh khu vực công viên Hitachi nha mọi người ha. Cái điểm nhấn lớn nhất ở công viên Hitachi vào mùa xuân á, thì mọi người thấy đó, một cái đồi rất là đẹp, một cái đồi rất là rộng luôn, và hoa mắt biếc hay còn gọi là Nemophila rất là nhiều nha mọi người, nhiều đúng rồi, nó chói ngợp luôn nha mọi người ha. Đó, mọi người thấy không ạ? Rất là rộng và người ta chia theo những cái lối mòn để mình lên đỉnh đồi rất là đẹp luôn, nên là anh chị em mình hoàn toàn có thể nói chung là ở bất cứ góc máy nào, bất cứ một cái điểm nào ở trên cái đồi này đều có hình đẹp hết nha cả nhà. Thì đây là cái đoạn đường mà bắt đầu lên đồi này nha mọi người. Đó, thì mọi người thấy không? Nói chung là chụp hình là một cái gì đó rất là thú vị và check in là một cái gì đó không thể bỏ qua khi mà đến những chuyến hành trình của chúng ta ha. Mọi người nhìn thấy không? Mọi người ai cũng check in hết. Trước hết thì mình chia sẻ thêm một chút xíu là để vào được công viên này thì ta cần phải mua vé nha mọi người. Và cái mức vé là 800 yen, tức là tương đương với khoảng tầm 150.000 tiền Việt Nam mình á, đại loại như vậy nha. Nhưng mà bây giờ Yên Nhật nó đang xuống quá thì mình không biết rõ là bao nhiêu. Ở Hitachi thì có rất nhiều cổng vào nha mọi người. Tức là nó là một cái công viên rất là rộng. Nói chung là mấy chục hectare thì mình không biết, nhưng mà rất là rộng và người ta chia theo từng cái khu vực khác nhau. Và cái điểm nhấn là một cái đồi rất là cao, và khi mà chúng ta lên đỉnh đồi thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái bờ biển Hitachi rất là rõ luôn mọi người ha. Còn bây giờ thì hãy theo chân mình cùng đi từng bước một nha, để mà khám phá trọn vẹn cái đồi này ha mọi người ha. Nói chung là rất là đẹp. Thành ra còn là nó rất đẹp. Thì Nemophila thì mọi người biết rồi đó, nó là những cái hoa nhỏ màu xanh mắt biếc ha. À, khi mà chúng ta nhìn bao quát đó, thì là nó như thế này nha mọi người. Nhưng mà khi mà mình lia cận cảnh từng gốc hoa giống như là những cái khúc đầu mình lia á, thì mọi người thấy là cái màu xanh rất là đẹp. Và cái dòng người đến cũng rất là đông. Và thực sự mà nói là đông lắm. Nhưng mà có điều là công viên này rất rộng, nên là khi mà anh chị em mình đến vào những ngày cuối tuần hoặc là những ngày thường á, hay là bất cứ ngày nào cũng vậy, thì mình vẫn có đủ không gian để chụp ảnh nha mọi người. Tại vì thực sự người đến rất là nhiều, nhưng mà công viên rất rộng nên là người ta cũng sẽ phân bố rất là rải rác đâu đó, chứ không có tập trung một cái nơi rất là đông đâu, nên mọi người yên tâm ha khi mà đến Hitachi. Nói thêm cho anh chị em mình biết luôn là Hitachi là một cái nơi thuộc tỉnh Ibaraki, nói chung là cách khá xa Tokyo nha mọi người, cách khá xa Tokyo nha. Nếu mà anh chị em mình đi từ Kochia xuống Hitachi thì phải mất tầm 2 tiếng đến 2,5 tiếng nha, bằng phương tiện ô tô hoặc là đi bằng tàu điện gì, nó cũng thời gian thì nó cũng xem như nhau ha. Mọi người thấy đẹp không ạ? Tức là có một cái đoạn đường người ta đưa thẳng lên, tức là trong một cái đồi á, thì người ta sẽ chừa những cái lối đi để anh chị em mình đi. Đó, thì mọi người thấy không ạ? Nếu mà nhìn bao quát á, thì nó sẽ như thế này nè. Nhìn mắt thường mình sẽ không nhìn thấy hết được đâu ạ. Nhưng mà mình chắc chắn một điều rằng là khi mà mọi người ngồi xuống hoặc là mọi người đi ngang qua hoặc là mọi người ở bất cứ góc nào á, thì chắc chắn anh chị em mình đều có những khoảnh khắc đẹp nhất để mà mang về ha mọi người ha. Đấy. Nói chung là mình cũng cố tình đi rất là chậm để cho anh chị em mình có thể cảm nhận được cái dòng người cũng giống như là cái toàn cảnh ở đây ha. Có thể là cái ống kính của mình nó không có bao quát hết được, nhưng mà nhìn cũng khá là đẹp. Nói chung là cũng rất là đẹp mọi người. Đấy, nếu mà anh chị em mình đi máy cận vào một cái bông á, một cái hoa á, thì nó sẽ như thế này nha mọi người. Thì chắc chắn là mình không biết là bên Việt Nam mình có những cái đồi hoa như thế này hay không thì mình không biết, tại vì mình cũng không có nhiều điều kiện để mà đi khắp đất nước Việt Nam mình nên mình cũng không có biết lắm. Nhưng mà Nhật Bản thì đặc biệt là có rất là nhiều công viên hoa, và những công viên hoa người ta trồng theo những cái dãy, nói chung là người ta trồng kiểu bạt ngàn á, nên là nhìn một cấp bao quát nó rất đẹp nha mọi người, nhìn một cấp bao quát nó rất đẹp. Đấy, ở đây là cái đoạn mà giữa đồi nè, tức là trên đỉnh đồi nhìn xuống á. Đó, thì mình sẽ đi lại một lần nữa để cho mọi người thấy là những cái cánh bông Nemophila mà nó nở rộ vào cái cuối tháng 4 đầu tháng 5 này nó đẹp như thế nào hả mọi người ha. Cũng nói thêm với anh chị em mình là cũng chính mảnh đất này luôn nha, cũng chính cái đồi này luôn. Tức là sau khi mà cái đồi cỏ Kochia màu đỏ đó nó tàn á thì người ta trồng thêm cái màu này để đổi cái dạng của nói sao ta. Tức là Hitachi là một cái nơi để mà du lịch, mà nó là cái nơi một cái công viên lớn để mọi người có thể thư giãn về tất cả những cái khoản giống như là những trò chơi nè ha, rồi những cái đi bộ nè ha, rồi những cái thuê xe đạp ở trong đây đi chạy vòng vòng ở trong công viên á. Đó, nên là nó luân phiên theo năm hết mọi người, nó luân phiên người ta trồng theo những cái dạng hoa mà luân phiên trong cả năm á. Và chính cái đồi này cũng vậy luôn, tức là cái đồi này vào cái mùa thu tháng 10 mình đã chia sẻ trước kia là một cái đồi cỏ Kochia đổi màu cũng rất là đẹp, của chung cũng rất là đẹp để mà anh chị em mình có thể đến vào mùa thu. Nhưng mà nếu anh chị em mình đến vào mùa xuân á, đến vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 á, thì anh chị em mình hoàn toàn có thể check in, hoàn toàn có thể khám phá cái đồi cỏ, cái đồi hoa xanh biếc ở đây nha mọi người. Đấy, nói chung là đi tới đi lui đi xuôi đi ngược đi góc nào thì cũng rất là đẹp. Nên là anh chị em mình nếu mình nói về du lịch Ibaraki á, hoặc là du lịch Nhật Bản tháng 4 cuối tháng 4 đầu tháng 5 á, thì Ibaraki ở nơi đây cũng là một cái điểm check-in lớn nha cả nhà. Thực sự là một điểm check-in lớn mà mình thấy là có rất nhiều du khách từ nước ngoài sang. Tất nhiên là không phải là những người ta đi tự túc, không nói mình nói là người ta đi theo đoàn á. Đó, thì là nơi đây cũng là một cái điểm check-in của khu vực phía nam Tokyo nha mọi người. Đấy, mọi người thấy cái xanh xanh này á là trà nhá, không phải trà mình không biết đó, nhưng mà nó là cái gì mình không biết. Nhưng mà thực sự thì với một cái nền như thế này á, một mảng xanh này cộng với một mảng xanh khác rồi cộng với một cái bầu trời, mọi người thấy đã mắt không ạ? Rất là đẹp nha. Đó, thì đi tới lui đi xuôi đi ngược thì nó cũng có vậy thôi, nhưng mà thực sự mà nói là từ cái góc ở dưới đất đó mà đi lên đồi rồi đi xuống á, thì theo mình á thì cũng mất khoảng tầm, nói chung là cũng gần cả tiếng ở quá trời nhà, tại vì nó nhiều lắm, không phải tức là sao, tức là nếu mà mình chạy từ dưới đất mình chạy thẳng lên đến đồi thì chắc khoảng mất khoảng tầm 5 phút 7 phút kiểu vậy. Nhưng mà mọi người biết không, vào những cái thời điểm đẹp như thế này á, thì mình chỉ có thể đi từ từ thôi, tại vì vừa đi rồi vừa ngắm cảnh rồi vừa nói chuyện, rồi nói chung là đủ trò các kiểu con đà điểu, nên là nó sẽ mất khoảng tầm bao nhiêu đó thời gian hả cả nhà ha. Nên là anh chị em mình chú ý, nếu mà anh chị em mình đến Hitachi muốn khám phá trọn vẹn Hitachi vào một cái để mà nhìn toàn cái cổng công viên á, thì mình sẽ mất ít nhất là mình nghĩ là một ngày không mình mới khám phá hết nơi đây rồi mọi người. Tại vì ngoài cái khu vực chính, cái điểm nhấn ở đây là cái đồi cỏ xanh biếc này á, thì nó còn rất là nhiều thứ khác để anh chị em mình khám phá ha, và mình sẽ lần lượt chia sẻ trong những clip này. Nên là anh chị em mình vui lòng xem hết clip nha mọi người ha. Đấy, tức là mình nói là người ta chia ra thành những cái khu rất là nhiều, và kế bên cạnh cái đồi cỏ màu xanh đó thì người ta có trồng thêm một cái đám cỏ vàng để mà khi lên hình cho đẹp đó mọi người. Tức là tại vì công kính của mình nó không có bắt được cái khoảnh khắc mà từ vàng chuyển sang xanh, nói chung là cái máy của mình nó không bắt được. Nhưng mà những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ấy, thì người ta hay chọn cái góc nó, người ta hay chọn cái góc mà từ vàng mà chuyển sang xanh là cộng với bầu trời để mà lên những cái bức ảnh mà người ta quảng bá du lịch người ta kia á. Thì anh chị em mình có thể bắt gặp đâu đó trên internet, hoặc là người ta giới thiệu du lịch Nhật Bản thì người ta giới thiệu rất là nhiều. Còn ống kính mình thì đại loại thì nói chung là kỹ thuật của mình cũng còn yếu lắm, nên là mình cứ quay được như thế này cho mọi người xem thôi ha. Thực ra thì cái khóm màu vàng ở đây, khóm hoa cải vàng ở đây nó không nhiều nha, nó không nhiều đâu, nó chỉ một cái đắp ruộng thôi, đại khái là có khoảng tầm bao nhiêu mét thì mình không biết lắm đấy. Đó, anh chị em mình thấy không ạ? Tức là cái chỗ này nè, từ màu vàng mà chuyển hẳn lên cái đồi ở giữa với những cái dòng người ta đi sen á, nó thực sự mà nói là lên hình rất là đẹp, thực sự lên hình rất là đẹp. Nhưng mà ống kính của mình thì hầu như không có bắt được một cách gọi là quá xuất sắc. Đẹp không cả nhà? Nói chung là khoảng tầm 2 tiếng rưỡi từ Tokyo chạy xuống đây. À quên nữa, ở đây thì phí đậu xe khá rẻ nha mọi người. Phí đậu xe chỉ có 600 yen thôi, tương đương với khoảng tầm 100.000 thôi, cộng với phí bầu cộng hơn 800 yen nữa thì đại khái là 1.400, thì nó tầm khoảng tầm 200 đến 250 nghìn tiền Việt Nam mình ha mọi người ha. Nên là anh chị em mình chú ý. Rồi ok, nói chung là quay tới quay lui thì nó cũng có như vậy thôi. Nhưng mà nếu thực sự anh chị em mình đến thì mình có thể check in từng góc anh chị em mình thích ha. Thì giống như mình nói gì đó, nói chung là nhu cầu mà ở đâu vậy thôi. Tức là khi có ăn, khi có chơi thì phải ăn đúng rồi nha. Nên là mình sẽ đi một vòng vào khu vực người ta bán đồ ăn cho mọi người xem luôn ha. Nó nằm ngay cạnh cái gốc đồi cỏ luôn nha cả nhà. Thực sự thì tại vì công viên rất là rộng nên là đồ ăn người ta bán dọc theo những cái hành lang rất là nhiều nha, từ lúc cổng vào cho đến những khu vực sâu phía trong. Và đây là một trong những cái góc mà người ta bán rất là nhiều ha, người ta dựng những cái kiosk trên thế này rồi người ta bán rất nhiều đồ ăn thức uống của Nhật Bản. Thực sự mà nói thì đồ ăn thức uống thì hầu như là những cái lễ hội hay là những cái nơi nào đó người ta tổ chức, người ta bán những cái món, nói chung là nó ná nhau thôi chứ không có gì đặc biệt hết đó mọi người. Và đặc biệt là ở công viên này người ta có bán những cái đặc sản địa phương đấy, đặc sản địa phương của tỉnh Ibaraki luôn nha anh em. Nên là anh chị em mình hoàn toàn có thể thưởng thức ha. Nói chung là đây là một cái nơi giải trí rất là hay, rất là hòa mình với thiên nhiên và phong cảnh cực kỳ đẹp nha mọi người. Mình phải nói là nói chung là Nhật Bản mình không biết sao chứ mình nhiều cảnh đẹp lắm. Thật sự mà nói là Nhật Bản rất nhiều cảnh đẹp nha. Thì tất nhiên là Việt Nam mình ở bất cứ nước nào trên thế giới họ cũng đều có những cái cảnh đẹp như nhau hết. Nó cũng tùy cái địa hình để từ quốc gia hay là tùy những cái đất nước. Nhưng mà thực sự theo mình á thì mình thấy là Nhật Bản có rất nhiều bông, và hầu như là các mùa trong năm đều có bông nở. Đó, nó ngộ vậy nha, tức là tất cả là, và đặc biệt là bông của người ta là người ta trồng một cách rất là nhiều, nói chung là nhiều lắm. Nhìn nói chung là mình mọi người biết không, một cây bông nó đã đẹp rồi đúng rồi cả nhà, nhưng mà một cái đám bông á, thì nó nhiều và nó rộng á, thì nó càng đẹp hơn nữa đúng không mọi người. Đấy, và đây là khu vực ăn uống nha cả nhà ha, nó nằm sát cạnh công viên luôn nha. Ngoài ra thì có rất nhiều bàn ghế phía sau và những cái ghế đá để cho anh chị em mình nghỉ chân, và những cái cây nước bán hàng tự động. Thì nói chung là nó là cái Nhật Bản rồi, nó cũng không khác gì nhau lắm, chỗ nào thì cũng giống chỗ nào thôi. Nên là hầu hết tất cả những video của mình thì mình đều chia sẻ sơ về thức ăn thôi, đại khái thì thức ăn thì đâu cũng giống nhau thực sự là như vậy. Và cái văn hóa xếp hàng là một cái gì đó nó rất đặc trưng rồi, ở đâu cũng vậy, cả thế giới mình bây giờ đâu cũng vậy hết. Tức là người trước thì đến trước, người sau đến sau, đó là những cái phép lịch sự tối thiểu khi mà vào những cái hàng quán ở Nhật Bản ha mọi người ha. Nên là anh chị em mình chú ý cho mình khi mà đến Nhật nha. Và thật sự thì đến đây có trang hàng thì người ta cũng không có bán đâu, thực sự như vậy, tại vì đó là cái nét văn hóa rất đặc trưng rồi đó. Anh chị em mình nhìn thấy không ạ? Đó, người ta cũng bày bán những cái, nói chung cái góc này cũng khá đẹp nè. Đấy, mình thấy là những cái bạn nhiếp ảnh chuyên nghiệp đó, mấy anh chị nhiếp ảnh chuyên nghiệp đó, người ta chọn cái góc rất nhiều nha. Tức là nó vừa có cái gì đó nó hiện đại, cái cốt thép xung quanh rồi cộng với cây cỏ này kia cái nọ, nó lên bức hình rất là chắc. Nhưng mà người ta sẽ chụp vào những cái lúc mà công viên mới bắt đầu mở cửa thôi. Tức là khi công viên mới bắt đầu mở cửa, cái dòng người ta đến còn thấp ít đó mọi người, thì nó chỉ có cảnh vật thôi, nó không có dính nhiều người. Còn bây giờ là mình cũng khoảng này là cũng khoảng tầm 2 giờ chiều rồi, nên là cái ngọn người đến rất là đông ha. Nên là mình sẽ không có chụp được những cái cảnh như vậy đâu ạ. Nên chị em mà muốn check in hay là muốn check in mà cái kiểu ít người á, thì anh chị em mình nên đến vào cái lúc mà công viên vừa mới mở cửa, thì chắc chắn điều rằng là anh chị em mình sẽ có những cảnh rất là đẹp. Hoặc là anh chị em mình ham vui á, thì mình đến trưa trưa xíu, nói chung là người càng đông càng vui mà. Và mọi người thấy không, tức là trong những cái video của mình cố đưa cho mình cố gắng hết sức để đưa cho anh chị em mình những cái âm thanh chân thật nhất, những cái tiếng động chân thật nhất có thể trong cái ngày hôm đó, trong cái điều kiện thời tiết ngày hôm đó, để cho anh chị mình cảm giác được rằng là cái không khí cũng giống như là cái nhịp sống, cũng giống như cái cách người ta đi du lịch, người ta trò chuyện, người ta nói chuyện với nhau như thế nào, để chị em mình khi đến Nhật cũng giống như là không có bỡ ngỡ ha mọi người ha. Ok, chuyển qua một cái khu vực khác ha. Nếu mà nói về tháng 4 á, thì Hitachi sẽ có hai cái điểm nhấn chính, đó là tulip với lại cái đồi cỏ xanh đó. Và cái dàn hoa tulip này thì nó nằm ngay cổng chính của công viên luôn nha mọi người. Tức là công viên có rất là nhiều cổng nha, nhưng mà cái cổng chính á, cái cổng mà có cái, nói chung là cái cổng chính của công viên á, thì bước vào là chúng ta nhìn thấy cái vườn hoa tulip liền luôn. Nó nằm phía bên tay phải của mình đó mọi người ha. Nên là anh chị em mình lần đầu tiên đến đây á, nếu mà anh chị em mình lần đầu tiên đến công viên này, thì việc đầu tiên mà đến bất cứ công viên nào của Nhật cũng vậy hết á, thì việc đầu tiên là anh chị em mình nên lấy cho mình cái tờ bản đồ. Và cái tờ bản đồ hầu hết là người ta sẽ để trước cổng công viên, hoặc là một cái vị trí nào đó rất là dễ nhìn thấy, và nó được hoàn toàn miễn phí nha mọi người. Nên là mọi người lấy để mà biết được cái địa trí hay là cái định vị mà mình muốn đến, nói cho nó dễ dàng, không phải đi lạc, không phải mất thời gian tìm nhau hay là đại loại như vậy ha. Thì cái vườn tulip ở đây á, rất là đẹp nha, nói chung là rất là đẹp. Nhưng mà mình nghĩ là tulip thì cũng không có xa lạ gì đến các anh chị em mình hết, nên là mình sẽ đi một vòng sơ sơ để cho anh chị em mình thấy ha. Chứ thực sự thì mình thấy nó nở rất là đẹp, thực sự rất là đẹp, và người rất là đông, nên là hầu hết là dính người nhiều hơn dính bông. Và cái vườn tulip ở đây nó có cái đặc biệt là thế nào, tức là ở trên là những cái hàng cây rất là xanh đấy, và người ta trồng ở dưới đó, tức là giống như những cái tầng thực vật khác nhau á cả nhà, giống như những cái tầng thực vật khác nhau á đó. Nên là mọi người thấy là thành từng khóm nhỏ có, khóm to có, khóm nhỏ có, khóm to có. Nó giống như cái kiểu giống như là ở Shōwa Kinen mà mình đã chia sẻ trước kia đó, ở Tokyo đó, thì nó cũng gần giống như vậy á. Nhưng mà Shōwa Kinen thì nó nằm ở trong Tokyo, còn ở đây thì nó nằm ở Ibaraki đó. Nên là anh chị em mình nếu mà xuất phát từ những cái địa điểm khác nhau thì nên chọn những cái vị trí khác nhau, cũng giống như là cho nó hợp lý cái hành trình mình đi ha mọi người ha. Đấy mọi người thấy không, rất là đông. Nói chung là chỗ nào đẹp thì chỗ đó đông người thôi, chuyện đó là hiển nhiên. Đấy, và cái ống kính của mình thì ngày hôm nay nói chung là không có bao quát được nhiều, chỉ được sơ sơ thế này để anh chị em mình có thể chưa đến nơi đây có thể nhìn một cách bao quát ha. Còn nếu mà anh chị em mình muốn mà chụp những cái tầm cận với hoa tulip á, thì tất nhiên là mình ngồi góc nào nó cũng có bông hết mọi người. Hoa tulip nó thấp mà, nên là mình chỉ chụp góc nào nó cũng có bông hết á. Còn đa phần là mình sẽ quay một cách tổng quát nhất để cho anh chị em mình biết, cho anh chị em mình thấy được cái độ bao quát ở nơi đây nó như thế nào. Cũng giống như là anh chị em mình chưa có dịp đến đây thì cảm giác được cái không khí, cũng giống như cách người ta du lịch, cái cách người Nhật, cũng giống như là các bạn người nước ngoài sống ở Nhật Bản hoặc là đến Nhật Bản, người ta giải trí, người ta đi đứng như thế nào, người ta ăn uống như thế nào, cách người ta nói chuyện với nhau như thế nào, để anh chị em mình không có bỡ ngỡ khi đặt chân đến Nhật nha mọi người. Cũng giống như là những cái nét văn hóa rất là đặc trưng của Nhật Bản, nó là như vậy. Đấy. Nói chung là cái ngày hôm nay là rất là đẹp luôn đó, giống như tổ đại á mọi người, tức là trời rất đẹp nha. Nhiệt độ nền khoảng tầm 20 độ C cộng với là cái thời tiết trời trong xanh có mây nhẹ, nên là lên phim lên hình gì bất cứ điều nào nó cũng rất là đẹp mọi người ha. Và thực sự mà nói là ở đây rất là rộng, nên là đi rất là mỏi giò nha. Từ cái vị trí mà cái vườn hoa tulip này mà đến cái vị trí mà cái đồi cỏ xanh hồi nãy á, thì nói chung là mình phải băng qua một cái đoạn đường mà người ta bán đồ ăn rất là nhiều. Và cũng mất khoảng tầm 20 cho đến 30 phút nếu mà đi sơ sơ nên đi tàn tàn, nó vừa ngắm cảnh vừa hóng gió vừa chém gió đó. Đó, thì cũng mất tầm đó nha, tức là cái đoạn đường di chuyển thôi. Và trên cái đoạn đường di chuyển đó thì nó cũng có nhiều góc máy rất là đẹp nha anh em. Như hầu hết thì những cái đoạn đường trống như vậy thì hàng quán người ta bán rất là nhiều. Đó, nên trên đây mình tha hồ thưởng thức thức ăn đồ uống cũng giống như là ngắm cảnh trò chuyện các kiểu hết rồi ha. Nhưng mà tô liếu năm nay mình thấy là mình quay, nói chung mình cũng quay nhiều tô liếu đó mọi người, nhưng mà thấy là năm nay hình như là cái mật độ nở của nó không đều nhau nha mọi người. Tại vì mình không biết năm nay thời tiết thế nào thì không biết, tại vì nó sao ta, tức là hoa anh đào vẫn nở rất trễ so với mọi năm, nó trễ mất khoảng tầm tuần hơn so với mọi năm. Và cái hoa tulip hay bất cứ một cái loại hoa nào cũng vậy, thì nó nở không có đều. Đấy, nên là mọi người có thể thấy là cái chỗ thì nó sắp tàn rồi, cái chỗ thì nó vẫn chưa nở. Đó, mình không biết là do thời tiết hay do kỹ thuật trồng thì không biết, nhưng mà đại khái là nếu mà nhìn cách bao quát á, nếu cái góc máy này nhìn một cách bao quát mà từ trên xuống á, thì chỉ có từ để nói là đẹp thôi. Đấy, mọi người thấy rõ không ạ? Tức là những cái bông tím tím này đã nở rồi nè, là những cái bông vàng này thì nó bơi bớt bớt nè, còn cái đám này nó vẫn chưa nở nè, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn một cấp rau quá là nó đẹp, và nơi đây nó rất là mát nữa. Thực sự là như hồi nãy mà mình đi lên cái đồi cỏ trên kia mà lúc khoảng tầm 2 giờ chiều là nắng chói chang đó. À, nhưng mà khúc ở đây á, thì nó là mát, tại vì ở trên rất là nhiều cây xanh nha, rất là mát luôn. Đấy, anh chị em mình thấy rõ mà, cái góc nào đẹp á, thì góc đó tập trung đông người thôi, chuyện đó là hiển nhiên. Ở đây cũng có một vài cây hoa anh đào nha cả nhà. Nói chung hoa anh đào mình nói với mọi người là đó, hoa anh đào nó có khắp nơi Nhật Bản mà. Nhưng mà ở đây thì người ta không chú trọng là hoa anh đào nha, tại vì Hitachi là một, nó nổi tiếng vào cái thẳng ra là nó rất nổi tiếng vào cái đồi cỏ Kochia vào mùa thu, và cái bò cỏ hoa xanh biếc hồi nãy vào mùa xuân ha cả nhà ha. Còn hoa tulip thì đại khái thì mình nghĩ là nó cũng nổi tiếng đó, không phải là nó không nổi tiếng đâu, nhưng mà thực sự thì hoa tulip có rất nhiều nơi, nơi nào cũng có, nên là hầu như là nó bị chìm so với cái nền xanh hồi nãy ha. Nhưng mà đã đến đây rồi thì chắc chắn chị em mình cũng phải nên check in, tại vì một ngày trọn vẹn nơi đây thì nó có rất nhiều nơi để check in lắm cả nhà. Thực sự thì cái khám hoa tulip ở đây nó cũng không có mỗi chân lắm đâu, nói chung là chỉ một phòng lớn thôi. Đó, và rất là đẹp. Thì lê tới lưu lưu đi xuôi lưu ngược thì nó cũng vậy thôi. Đó, và người ta trồng xen kẽ những cái màu với nhau nên là lên giống như một bức tranh vậy đó mọi người. Nhưng mà tiếc là ống kính của mình không có quay bao quát được, tại vì người đông quá. Đang là trồng thêm cái hàng cây tím tím ở giữa nữa, sát ấp sẵn rồi nên là nói chung mình chỉ có một câu đẹp thôi nha mọi người. Ở những cái góc máy này rất là đẹp nên mua nha cả nhà. Tức là nhìn từ phía trên nó, tức là nhìn từ phía trên mà xuống tận phía sau á, thì thực sự là rất là đẹp nha. Mọi người thấy không? Ở những góc máy thế này phải nói là rất là đẹp luôn. Đấy, và những cái hàng như thế này người ta xếp sẵn rồi. Nói chung người ta xét sẵn một cái khối rồi. Hầu như là mình thì không biết là những năm trước người ta xét như thế nào, nhưng mà thì mình nghĩ chắc cũng giống giống nhau thôi. Tại vì ở đây nó là những gốc cây mà, nên là hầu như là không thể nào mà thay đổi được rồi. Nó không giống như ở gì nhỉ? Ashikaga ha. Ashikaga thì hầu như là người ta bưng sẵn từ chậu người ta mang tới, nên là người ta không xếp sao người ta xếp theo từng năm từng chủ đề. Tại vì tại mỗi khu vực khác nhau thì nó sẽ có những cái vẻ đẹp cũng như những cái địa hình khác nhau. Còn clip ở đây mọi người thấy mà, tức là người ta trồng ở dưới những cái gốc cây rất là to, nên là hầu như là người ta xếp sẵn như vậy hết đó nha cả nhà. Đấy, đi một cách bao quát nhất á, những thứ phim mà có thể nói là những cái góc máy mà lên hình đẹp á, thì đây là một trong những góc máy mà lên hình rất là đẹp nha mọi người. Đấy không ạ? Hitachi thì nói sao ta? Tức là tất cả những cái công viên ở Nhật Bản, những công viên rộng lớn ấy, thì đều có những cái gọi là, thứ nhất là thuê xe đạp này ha. Ở đây người ta cũng có cho thuê xe đạp để chạy nữa nha mọi người. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có những cái xe mà để chạy vòng trong công viên ấy. Đối với những người mà giống như là những bạn mà anh chị em mà muốn khám phá toàn cảnh công viên mà không phải đi bộ nhiều á, thì có thể đi theo cái đoàn xe đó. Thì người ta sẽ chạy một vòng hết công viên qua những cái điểm nhấn, giống như là mắt mình có thể nhìn được từng cảnh á. Thì hầu hết là anh chị em mình nếu mà lười không muốn đi bộ thì có thể là leo lên cái xe đó đi với mức giá rất là rẻ luôn nha mọi người, tầm khoảng vài trăm yen cho một người thôi, thì đại khái khoảng tầm trên dưới 100.000 gì đó là không mắc lắm rồi. Nhưng mà đối với các bạn trẻ thì hiển nhiên là chụp ảnh hay là dừng ở nơi nào mình muốn thì đi bộ vẫn là cách tốt nhất để mà khám phá trọn vẹn cái công viên nơi đây ha mọi người ha. Đấy, khi mà mình zoom với cái độ zoom rộng hơn thì toàn cảnh nó sẽ như thế này nha mọi người. Tức là mình không có lia kỹ những cái cánh hoa tulip màu đâu, tại mình nghĩ nó cũng giống nhau thôi. Thực sự thì những cái loài hoa tulip, nó cái màu hoa tulip khác nhau, nó sẽ có tên khác nhau, và người ta đều ghi những cái bảng tên của những cái loại hoa giống vậy để giống như là chú thích gì đó. Đó, nhưng mà nó nhiều lắm nên là mình cũng không biết đó là màu gì như thế nào, đại khái là mình không biết. Thế mình chỉ biết là nếu nhìn tổng quát thì nó sẽ đẹp vậy thôi. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Có những hôm vẫn chưa nở, mặc dù là bây giờ là đã gần cuối tháng 4 rồi. Đó, và một số bông thì nó cũng có dấu hiệu tàn rồi cả nhà. Và thường thường cái đồi cỏ màu xanh này với là cộng với cái đám hoa tulip này thì nó sẽ đẹp nhất vào tầm 20 tây tháng 4 cho đến 15 tây tháng 5 nha cả nhà. Tức là trong vòng khoảng 2 tuần là nó sẽ đẹp nhất đó. Đó, và cái thời điểm đỉnh điểm đẹp nhất thì nó phụ thuộc vào thời điểm hàng năm. Đó, và có thể nói là ngày hôm nay vẫn là cái thời điểm gọi là đẹp nhất của hai cái loại hoa này luôn nha. Nên là chị em mình khi mà muốn đến Ibaraki cũng giống như là muốn chụp được những bức ảnh đẹp về Ibaraki, cộng với là cái nền bông hoa cây cỏ xanh mướt này cái nọ, thì đây là cái thời điểm tốt nhất chị em mình đến ha mọi người ha. Đấy, đi lại một lần nữa cho anh chị em mình thấy được cái độ bao phủ như thế nào nha mọi người, để mà anh chị em mình thấy được cái độ rộng ở đây nó như thế nào ha, để cho anh chị mình thấy rõ hơn, nó cận cảnh hơn, rộng hơn, đẹp hơn và mọi người thấy nhiều không ạ? Tức là nếu mà mình nhìn từ cái chỗ mà cái lề đường á, mình nhìn thẳng vào phía trong á, thì hầu như là mắt mình không có nhìn hết được đâu mọi người. Thực sự mình nói là nó cũng không rộng lắm, nhưng thực sự nếu nhìn nữa thì mình cũng không nhìn hết được đâu. Mọi người thấy nó sâu phía trong rất là nhiều. Thực sự sâu phía trong rất là nhiều, bằng từng khóm ken lẫn với những cái ngọn cây mát rượi phía trên. Đây đúng là cái nơi tuyệt vời để anh chị mình thư giãn đi bộ ha. Rồi còn bây giờ thì nói chung là mình cũng đến đây nhiều lần, nhưng mà mình cũng chưa có dịp đi hết công viên đâu. Nên là giờ sẵn dịp thì mình chia sẻ thêm với anh chị em mình những cái góc khác của công viên nha. Đây là hiện tại là cái góc này là cái góc mà cổng vào này nha cả nhà. Cái góc này là góc cổng vào á. Đấy. Và ở ngay cổng vào thì người ta bán đồ ăn thức uống rất nhiều nha mọi người. Đấy, đây là cổng vào á. Cái hình mà ở trên nó là cổng chính của công viên thôi cả nhà ha. Tức là vào công viên thì anh chị em mình sẽ nhìn thấy ở phía bên tay phải mình sẽ là vườn hoa to liếp, và đi thẳng vô phía trong, tức là phía bên tay trái mình đi thẳng á, thì nó sẽ đến vào cổng màu xanh. Anh chị em mình nhớ cho mình nếu xuất phát từ cổng này nha, tại vì ở đây nó có rất nhiều cổng nha, như là 3 cổng thì phải. Mọi người thấy không ạ? Tức là giúp ảnh gia người ta chụp hình rất là nhiều nha. Hầu như là mình thấy là những cái bạn mà chụp theo kiểu những cái bộ đồ truyền thống của Nhật Bản, hay là kimono, hay là những cái dạng như những cái bộ đồ mà cosplay này kia cái nọ, thì họ đều chọn những cái background bông hoa rất là nhiều luôn. Nên là trong những thước phim của mình mọi người sẽ bắt gặp đâu đó rất là nhiều hình ảnh như vậy nha. Và đây đó, đồ ăn thức uống. Thì giống như mình nói rồi đó, giống như mình đã chia sẻ trong những cái clip trước đó mọi người biết không, tức là hầu như là rất là nhiều á, ta bán theo những cái đoạn hàng mà xe lưu động này, hay là những cái kiosk này kia cái nọ, những thức ăn rất là ngon, rất hấp dẫn và giá cả cũng khá là rẻ chăng, không có mắc lắm đâu. Hôm nay là cuối tuần, thực sự là cuối tuần, và cái mùa hoa này nó đang ở trên đỉnh luôn, tức là vậy, tức là nó đang full đó mọi người, tức là đang full bông á, nhưng mà có điều cái diện tích công viên rất rộng nên cái dòng người cũng không phải gọi là ở mật độ rất là đông cho một cái khu vực đó cả nhà ha. Ở ngoài ra thì Hitachi còn có một cái khu vực rộng lớn, gọi là khu vực mà trò chơi cho trẻ nhỏ này kia cái nọ, và nó ở đây là mọi người, và ở đây cũng là một cái cổng khác của công viên luôn nha mọi người nha. Ở đây cũng là một cái cổng rất là khác của công viên. Nếu anh chị em mình xuất phát từ cổng này á, thì mình nghĩ là nếu mà từ cổng này mà đi qua những cái đám hoa tô liếp, rồi đi qua những cái đồi cỏ màu xanh á, thì nói chung cũng khá vất vả đấy. Nói chung là đi chắc cũng phải tầm 30-40 phút gì đó mới tới được cái đồi cỏ màu xanh á. Nên là anh chị em mình chú ý chọn cái vị trí đến nha. Khi mà anh chị em bấm trên Navi hoặc là đi những tuyến đường xe buýt á, thì chú ý chọn cái vị trí đến để mà không bị đi bộ quá nhiều ở cả nhà ha. Giống như mục đích của mình đến chính là mình để chụp hình, cũng giống như là mình để quay những cái thước phim về cái đồi cỏ màu xanh á, thì mình sẽ chọn cái cổng gần ở đó để mình vô cho nó nhanh cả nhà ha. Còn ở đây là cái khu vực giải trí chung, là khu vực gồm có những cái xích đu nè, rồi những cái giải trí khác, hay là nói chung là trò chơi của trẻ nhỏ đó mọi người, rất là nhiều. Thì sẵn dịp đây thì mình cũng chia sẻ toàn cảnh nên chị em mình thấy được những cái mục chính ở Hitachi, mà khi mà đến thì anh chị em mình có thể chơi từ sáng tới chiều, quên đường về luôn. Nói chung là hơi bị tốn tiền đó. Và nói chung là mình cũng chỉ lia sơ một vòng cho mọi người thấy thôi nha. Tức là mình cũng không có đủ thời gian để mình vô khám phá từng trò chơi đâu, tại vì thực sự thì những trò chơi này thì chắc chắn là mình cũng có biết rồi, ở nước nào vậy thôi, nó cũng đều giống nhau thôi, cũng không có gì đặc biệt. Thẳng ra là cũng không có gì đặc biệt lắm đâu, nhưng mà nếu mà gia đình đi với trẻ nhỏ thì nên ghé vào những khu này để cho các cháu các em nó chơi cho thỏa thích thôi cả nhà ha. Còn đi ngắm bông ngắm hoa thì chắc chắn là chỉ mấy bạn nói chung giống như mình thôi, tức là thích check in, thích chụp hình này kia cái nọ đó. Thích khám phá đồi núi non nước vậy thôi, chứ mình nghĩ là chắc trẻ nhỏ thì còn như người ta không thích lắm đâu. Trẻ nhỏ hay đây đúng là thiên đường ở nhà, tức là có những cái khu vực dành riêng cho bọn trẻ rất là nhiều. Như nếu mình chị em mình mà mua vé lên cái đu quay này á, thì có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên ha, toàn cảnh luôn. Nhưng mà thực sự mà nói là xa lắm, cũng nhìn thấy mờ mờ thôi, nhìn thấy nhỏ thôi chứ không có nhiều thấy rõ thôi. Nên là đi bộ vẫn là cách tốt nhất để mà giải khuây trong công viên này ha. Rồi ok, một chút chia sẻ như vậy để cho anh chị em mình biết được rằng đến Nhật Bản đến tháng 4 đầu tháng 5 thì anh chị em mình có thêm một cái địa điểm Ibaraki rất là tuyệt vời để mà có thể check in, có thể khám phá, có thể hòa mình với thiên nhiên, cũng giống như là có những bức hình đẹp nhất khi đến Nhật Bản ha cả nhà ha. Còn bây giờ thì tạm biệt và chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những cái phần chia sẻ tiếp theo. Chúc tất cả anh chị em mình có một ngày làm việc thật hiệu quả.ご来店のお客様に何度もお知らせをいたします。